Minh Gamer, hello tất cả mọi người đang xem video của anh Minh nhá. Rất vui gặp mọi người trong một ngày cuối tuần rất là vui vẻ luôn. Hôm nay thì mình có dịp chơi lên game Mobile, và hôm nay thì mình sẽ chơi đồ một cái trận đấu với tướng đó là người chơi Atu. Rồi, khó chiêu 2 này. Rất hay. Cái vị tướng Atu này còn được gọi với một cái tên đó là Mô Tốt ở trong cái thời điểm mà game mới ra mắt đấy, thì đây gọi là một tướng Mô Tốt nha. Và đây là một vị tướng đấu sĩ kiêm trợ thủ với một cái lượng sức mạnh của một đấu sĩ tiên phong. Và bây giờ thì chúng ta thấy được đó là những pha xử lý của xạ thủ team mình thì khiến cho Atu không có nhiều những cái lựa chọn khác. Bởi vì cái người chơi xạ thủ của team mình đó là theo Anat này. Chơi rất tốt mà Atu cũng không kịp hỗ trợ gì cả. Ôi khó ghê. Butterfly mạnh quá anh em ơi. Rồi chúng ta đang cấu rỉa người chơi theo Butterfly của team bạn. Có khả năng là sẽ có được rỉa của Butterfly. Không được, không được, không được. Di chuyển quá nhanh. Như bây giờ thì chúng ta thấy thấy rằng đó là Thu vẫn có một cái lượng trang bị vẫn chưa phải là có nhiều trang bị đâu nha, mà Thu bây giờ thì đang có một lượng trang bị rất là ít bởi vì đây là thời điểm đầu game nữa. Rồi, bây giờ nó là người chơi Van Heel. Bây giờ chúng ta phải solo với cả Natalia nữa. Có khả năng lấy điểm một rất tốt. Bây giờ có cả Theonat nữa này. Hay. Mid chưa hay quá. Như bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó là những vị tướng rồi, xong xong. Cái này là xong rồi. Butterfly di chuyển đúng rất đúng thời điểm rồi.
Solo với Van Hell này. Atu là người có lợi thế hơn bởi vì Atu là một cái chất tướng có lượng sát thương và là một chất tướng có một cái lượng đêm hồi phục cũng như là tấn công rất là ổn định. Tiếp tục đó là Theonat. Chúng ta đã thành công trong chiến dịch đẩy lùi đồng đội của team bạn. Bây giờ như còn có Natalia ở bên trong cái trụ nữa thì phải. Có điểm của người chơi Butterfly. Rất khó. Trận đấu đang diễn ra phút game thứ 7 rồi. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này của anh Minh Game. Đừng quên đó là like, theo dõi và đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.